Chương trình Từ Thủ Đô với Luật sư Trưởng Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán giả khắp nơi. Thì hôm nay Bộ Công an Việt Nam vừa bắt giữ một số nhân vật ở Việt Nam và đây là những nhân vật hết sức đình đám. Có thể nói vụ bắt giữ này đã chứng tỏ là lò đốt tham nhũng đang nóng rực rồi quý vị. Thì tin tức báo chí chẳng hạn như VN Express đã cho biết là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan, đã bị bắt. Bà Trương Mỹ Lan là một người hết sức nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh và ở các tỉnh xung quanh miền Nam. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã bị bắt với cáo buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân có thể nói đây là một cái dạng mà ai cũng biết đó là phát hành trái phiếu của các công ty và nâng giá khống của các công ty lên để bòn rút tiền của thiên hạ thưa quý vị chẳng hạn như những vụ liên quan tới ông trịnh văn quyết FLC Holdings vân vân. Thì tin tức báo chí cho biết là ngày 8 tháng 10 bà Lan 66 tuổi bị cơ quan cảnh sát điều tra tức là C03 của Bộ Công an Việt Nam khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam cho báo chí biết thì bị can Trương Huệ Vân, 34 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor cũng đã bị bắt. Tiếp theo, Nguyễn Phương Hồng, 38 tuổi, trợ lý công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng đã bị bắt. Hồ vũ Phương, 50 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt Cụ phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng đã bị tạm giam, bị khởi tố về cùng tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì đây là tội hình sự thưa quý vị. Nhà chức trách Việt Nam đã xác định Bà Lan cùng các đồng phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân giai đoạn năm 2018-2019. Việc xử lý hình sự các bị can đã được tiến hành sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan có thể nói việc bà Trương Mỹ Lan bị bắt thì cũng không có gì bất ngờ. Vì chúng ta cũng biết là việc bà giàu lên một cách nhanh chóng rất đáng nghi ngờ. Và tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì đã có nhiều tai tiếng trong cái việc mà kinh doanh và có thể nói rằng trong cái việc mà phát hành trái phiếu đã có những sự gian dối lừa đảo. Nói chung là đây là những cái chiêu trò của một số đại gia làm ăn bất chính ở trên khắp thế giới chứ không chỉ riêng ở Việt Nam là họ có những cái công ty hoặc là họ đi mua những cái công ty rồi sau đó họ phù phép rồi thêm mắm dặm muối rồi thuê mướn truyền thông thổ tả bơm thổi bơm thổi lên à, những cái giá trị thật của công ty chẳng hạn như công ty chỉ trị giá 1 tỷ đồng tiền việt nam thì bơm thổi lên cả vài trăm tỷ đồng tiền việt nam bằng đủ mọi chiêu trò chẳng hạn như là thuê mướn những công ty định giá những công ty móc ngoặc với nhau bơm thổi những cái à, công ty mà thường hay trong nghề gọi là những công ty xác chết chẳng hạn như vậy bơm thổi những cái xác chết đó lên để mà đánh bóng tên tuổi rồi làm như là những cái công ty thành công hoặc là sắp sửa thành công hoặc là trúng bánh vân vân thưa quý vị nói chung là ở ngay tại Hoa Kỳ này cũng không thiếu những vụ đổ bể như thế những cái công ty uh, tuyên bố ồn ào là trúng uh, hợp đồng này, trúng hợp đồng kia bạc trăm triệu đô la vân vân. Nhưng mà có những cái thủ thuật uh, gian xảo. Xin thưa quý vị, chẳng hạn như là uh, trúng một cái hợp đồng một uh, trăm triệu đô la, nhưng mà cái hợp đồng nó, nó kéo dài tới uh, 10 năm. Thành ra công ty thật chất là chỉ trúng được hợp đồng có 10 triệu đô la mỗi năm mà thôi thưa quý vị. Nhưng mà bơm thổi lên giống như là công ty được trúng thầu hàng trăm triệu đô la mỗi năm khiến cho người dân, đặc biệt là những người nhẹ dạ cả tình ham hố tưởng tượng ra những cái công ty lời gọi là lời khẩm ăn chia cổ tức đậm đà vân vân rồi quý vị rồi bán sang tay cho những cái tập đoàn khác nói chung là lừa bằng những chiêu trò lùa gà lùa vịt bơm thổi đẩy giá rồi tung hô rồi tổ chức những cái hội nghị hoành tráng bóc phét nhau nói chung là nổ tung trời thưa quý vị Nói chung là trên thực chất thì chỉ là những cái nhà xưởng, nhà máy bình thường làm ăn eo uộc mà trong nghề gọi là những công ty sát chết. Thì qua những cái bàn tay của những bà phù thủy, những ông phù thủy khiến cho làm cho thiên hạ lóa mắt rồi vậy. Nhưng mà cái đó là những cái điều rất nguy hiểm cho nền kinh tế khi mà có những cái chiêu trò như vậy hút tiền của người dân thay vì đầu tư làm ăn đàng hoàng để mà phát triển kinh tế thì chỉ là những chiêu trò bịp bợm rồi thậm chí sau khi mà lùa gà lùa vịt hết tiền thì cũng có thể là tuyên bố làm ăn phá sản vân vân thưa quý vị nói chung là khai khống sửa hồ sơ sổ sách vân vân nói chung là đủ thứ chiều trò chẳng hạn như dấu nợ công ty trị giá 1 tỷ đồng tiền Việt nhưng mà nợ nhà băng nợ các đối tác lên tới 10 tỷ đồng chẳng hạn như vậy thì làm hồ sơ giấu giếm hoãn nợ giãn nợ rồi để mà qua mắt thiên hạ rồi sau đó một vài tháng sau một vài năm sau sau khi mà lùa ra lùa bịch lấy tiền thiên hạ thì mới lòi ra là bản thân công ty chỉ là những cái công ty sát chết đặc biệt là trong cái lĩnh vực bất động sản ngân hạn như vậy mua bán không được niêm yết giá một năm bán được vài chục căn nhà nhưng mà bơm thổi lên giống như là làm ăn rần rần Mỗi năm bán vài ngàn căn nhà lời khủng khiếp, vân vân, đủ kiểu. Rồi người ta tin, người ta đổ tiền vào những công ty như là công ty của bà Trương Mỹ Lan, rồi chết chùm. Thử.